Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em soạn bài Chiếc lá cuối cùng của O. Henry. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải các đề văn liên quan đến tác phẩm này. Trên video, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời ngắn gọn 4 câu hỏi trong sách giáo khoa. Sau đây là câu hỏi 1. Những chi tiết nào trong văn bản nói lên tấm lòng thương yêu và hành động cao cả của cụ Berman với John C? Tại sao nhà văn bỏ qua không kể sự việc cụ đã vẽ chiếc lá trên tường trong đêm mưa tuyết? Vì sao có thể nói chiếc lá cụ vẽ là một kiệt tác? Trả lời ý 1. Những chi tiết nói lên tấm lòng thương yêu và hành động cao cả của cụ Berman với John C. là: sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, thể hiện sự lo lắng cho John C. Cụ âm thầm vẽ chiếc lá trong đêm mưa lạnh buốt. Trả lời ý 2. Nhà văn không kể sự việc cụ vẽ chiếc lá chính là yếu tố bất ngờ, hình ảnh cụ Berman được thăng hoa. Trả lời ý 3. Chiếc lá cụ vẽ là một kiệt tác vì nó đã được tạo ra bằng tình yêu thương và cả mạng sống của người nghệ sĩ già cứu sống một người khác. Câu hỏi 2. Tìm bằng chứng để khẳng định Siêu không hề được cụ Berman cho biết ý định vẽ một chiếc lá thay cho chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Nếu Siêu được biết thì chuyện có kém hấp dẫn không? Vì sao? Trả lời ý 1. Bằng chứng để khẳng định Siêu không hề được cụ Berman cho biết ý định vẽ một chiếc lá thay cho chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Siêu và cụ Berman họ cùng sợ sệt ngó ra cửa sổ nhìn cây thường xuân. Rõ ràng Siêu đang vô cùng lo lắng vì sợ chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng, John C. sẽ kiệt sức và ra đi. Khi John C. thều thào như ra lệnh, kéo nó lên, em muốn nhìn, Siêu làm theo một cách chán nản. Và khi thấy chiếc lá vẫn còn, Siêu đã vô cùng ngạc nhiên thốt lên: ô kìa, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng, chiếc lá thường xuân vẫn bám trên bức tường gạch. Như vậy, Siêu không hề biết gì về kiệt tác mà cụ Berman đã vẽ. Có lẽ đến khi cái chết xảy ra với cụ, Siêu mới dự đoán được sự việc xảy ra. Trả lời ý 2. Nếu Siêu được biết thì chuyện kém hấp dẫn vì tính bất ngờ của câu chuyện sẽ giảm đi đáng kể, và khi Siêu biết, nghĩa là độc giả cũng biết, như vậy giá trị nghệ thuật của tác phẩm cũng bị giảm. Câu hỏi 3. Thử hình dung tâm trạng căng thẳng của John C., của Siêu và của bạn đọc khi hai lần John C. ra lệnh kéo mảnh lên. Tại sao nhà văn kết thúc bằng lời kể của Siêu mà không để John C. phản ứng gì thêm? Trả lời. Nhà văn kết thúc bằng lời kể của Siêu mà không để John C. phản ứng gì thêm là vì John C. bệnh nặng, cô nhìn những chiếc lá và liên tưởng số phận mong manh của mình, suy nghĩ tuyệt vọng. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì cô cũng lìa đời. Sau đêm mưa gió, cô nghĩ chắc chắn cây thường xuân sẽ rụng hết lá. Nhưng không, một chiếc lá vẫn bám trụ ở đó. Cô nhận ra sự sống thật bền vững, thật gan lì. Nhìn lại bản thân, cô nuôi lại niềm ham sống, bám trụ như chiếc lá kia. Chuyện kết thúc bằng lời của Siêu mà không để John C. phản ứng làm tăng sự xúc động của câu chuyện, để lại dư âm. Câu hỏi 4. Chứng minh chuyện chiếc lá cuối cùng của O. Henry qua đoạn trích này được kết thúc trên cơ sở hai sự kiện bất ngờ đối lập nhau, tạo nên hiện tượng đảo nghịch tình huống hai lần, gây hứng thú cho bạn đọc. Trả lời. Hai lần đảo ngược tình huống đó là: 1. John C. ốm rất tuyệt vọng, chỉ nằm chờ chết khiến độc giả thương cảm lo lắng. Nhưng sau đó, John C. trở lại với lòng yêu đời, bệnh tình qua cơn nguy hiểm, bạn đọc thở phào nhẹ nhõm. 2. Cụ Berman đang khỏe mạnh, cụ ốm có 2 ngày, ai ngờ cụ lại ra đi. Hết phần soạn bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.
Thank you.